tình trạng mà không chỉ đến bằng dân thì đạt mà 40 mấy tới 50 mấy phần trăm thôi, lý do tại sao là như vậy?
đấy, hoặc là cái trường hợp như thế này, cái trường hợp các bạn hay gặp thường xuyên này, đấy, tỷ lệ tiêm chủng có trẻ ở khu vực đó mà hàng năm báo cáo là lúc nào cũng trên 90% đó, thế thì tại sao lại trẻ sinh sợ đó, nó ví dụ như vậy. Để ra những quyết định dựa vào thông tin y tế, các nhà quản lý có thể phân tích và đánh giá các phòng y tế, tất nhiên là các nhà quản lý y tế mà nó đi tới sâu sát từng cái xã, từng cái huyện thì chắc đó là chuyện không thể rồi. Đấy, các nhà y tế chỉ sử dụng thông tin báo cáo chuyển dưới báo cáo lên, từ đó vẽ những bức tranh ra. Chứ như tôi nói với các bạn, phương pháp trong buổi đầu tiên đó, phương pháp nghiên cứu cái tổ chức này là gì, phương pháp nghiên cứu tổ chức là phương pháp hệ thống hóa vấn đề, chi tiết hóa vấn đề, cụ thể hóa vấn đề. Đấy, cụ thể hóa vấn đề bằng cách gì, khai quát thông tin, lấy các thông tin đó về để chúng ta qua nghiên cứu rồi đánh giá những chỉ số này giúp xây dựng chiến lược chính sách và kế hoạch hoạt động phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đấy, nó là như vậy. Ví dụ như nếu như mà trong trường hợp, ví dụ như là trong trường hợp, ví dụ như là rubella chẳng hạn, hoặc là rubella hoặc các bệnh như là thứ hèn, đấy, nếu như thông tin báo cáo lên cái bệnh đó, nó quá não quá thấp rồi thì cái mũi tiêm đó, cái mũi tiêm đó có thể trong chương trình tiêm chủng tiêm bao động, nó có thể rút lại chuyển nó sang tiêm dịch vụ để chúng ta đưa cái bệnh hẹn vào cái chương trình tiêm chủng bao động tham quan rồi mới. Ví dụ như vậy đó, ví dụ thông tin đặc biệt là quan trọng chính sách. Thì sắp tới là theo thông tin là không chính thức thì đã dự thảo là sẽ rút cái mũi rubella và rút cái mũi hẹn ra, cái lý do là cái tỷ lệ bệnh nó là giảm xuống theo cái báo cáo nào. Rồi lợi ích của nó là dự báo được cái quy mô xu hướng phát triển của sức khỏe bệnh tật xảy ra trong tương lai của nhân dân chúng ta, các khoa học. Thì trong khoa học của các bạn, chúng các bạn có cái khái niệm đó gọi là hội quy. Hội quy có nghĩa là gì? Hội quy có nghĩa là khi anh đưa vào cái giá trị của một cái mô hình nào đó, chúng ta ra một cái giá trị khác căn cứ vào mô hình của anh, dự đoán y theo cái sự. Đấy, đưa một anh đưa một cái là biến số x vào, chúng ta là cái giá trị âm cơ là cái gì? Đấy, thì biến số này là các bạn lấy cái thông tin y tế và đưa vào, và cái y là cái giá trị dự báo của các bạn trong tương lai. Ví dụ dự báo một bệnh tật ở Việt Nam. Đấy, tại sao ta biết một bệnh tật ở Việt Nam nó có xu hướng là giảm cái bệnh truyền nhiễm, còn có xu hướng là tăng, cái gọi là cái tăng các bệnh là mãn tính không lây và các bệnh liên quan đến chấn thương. Đấy, rồi nếu như tư liệu có giá trị giúp tiến hành các chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhân dân, cải tiến công tác của ngành này một tốt hơn. Đấy, rồi thông tin tuyến y tế cơ sở và những cái thông tin cần thiết và cần phải có trước tiên. Thông tin tuyến y tế cơ sở thực ra là những cái trạm y tế và các trung tâm y tế lấy lên những thông tin bao gồm thông tin cá nhân, thông tin sức khỏe, các yếu tố liên quan, thông tin chung về môi trường hoặc cảnh sắc. Đấy, thực ra cái nói này nó có gì xa lạ không? Thực ra không xa lạ với các bạn. Thực ra đây chính là cái thông tin các bạn, tôi cho các bạn đi thu thập ở cái đợt trong cái vòng họ của chúng ta. Đó chính là các bạn đi tập đi lấy thông tin cái cơ sở, đi đến từng hộ dân để thu thập các thông tin. Đấy. Rồi thứ hai là các dạng thông tin về nguồn lực. Trong cái tổ chức quản lý khoa học, tổ chức quản lý đó, nó có ba cái dạng nguồn lực. Là có ký hiệu là ba cái M, đó là nhân lực, vật lực và tài lực. Đó là ba loại nguồn lực. Thế thì đối tượng cầu tác động chính của tổ chức hoặc vào quản lý chính là bằng tác động vào nhân lực, tài lực và vật lực. Bằng tác dụng vào ba yếu tố này để bằng mang lại hiệu quả tốt nhất, sử dụng nguồn đầu vào tối thiểu để cho kết quả tối đa, thì đó chính là tổ chức và quản lý. Đấy. Thế thì thông tin về nguồn lực, từ các thông tin về nguồn lực và quy hoạch, từ cái bệnh viện đó, bệnh viện quyền A có bao nhiêu bác sĩ, kinh phí hàng năm đó là về là bao nhiêu, khu bao nhiêu, như bao nhiêu. Đấy, có các cái thông tin gì, từ việc bạn có các thông tin đó bạn đưa ra chính sách phù hợp. Chẳng hạn nếu một cái bệnh viện bị quá thiếu thốn về các thiết bị y tế thì cần tiến hành những chi, cần cái nguồn ngân sách của quân chi hành về đó để cần tiến hành được đặt năm đó lên để cải thiện. Còn những bệnh viện chẳng hạn ở bệnh viện là ở thành phố đi, đấy, một cái bệnh viện lớn thành phố thì cái chi phí nó vào quá đủ, càng thiết bị máy móc có hợp tác quốc tế nó lo cho nó full hết trơn, để khỏi cần ngân sách cũng có thể được sống được và có thể được phục vụ công tác tốt để cho một cái chi vậy. Tôi tập trung vào chi như thế nào là quả biến đó. Các thông tin về nguồn lực rất quan trọng trong việc phân bổ kinh phí. Rồi thông tin để mà giải thích nguyên nhân, thu thập thông tin định lượng chỉ cho ta biết nguyên liệu của vấn đề, như là tỷ số bà mẹ con thai tới sinh tại trạm y tế, những thông tin định tính khiến người quản lý biết được vì sao tỷ lệ lại thấp như vậy. Thì cái này thực ra tôi nói với các bạn ban đầu đó, nếu như mà cái nghiên cứu định lượng chỉ cho bạn biết là giả sử trong trường hợp là cái đối tượng đó là đối tượng nghiện chích ma túy vân vân và đối tượng chúng ta cũng nằm trong một trong ba giám sát phát hiện của HIV, thế thì lý do tại sao cái định lượng không trả lời, nó chỉ nói là có bao nhiêu người là nghiện chích ma túy thì
hiện nay là đang sử dụng bao nhiêu tinh sạch, bao nhiêu người là sử dụng là truyền tai nhau, truyền tai nhau là yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu định tính không đảm bảo, bạn cần phải thực hiện một số nghiên cứu định tính. Người thực ra các nghiên cứu định tính này thì trong các buổi tập đi họp đó, chúng ta nói gì, nghiên cứu tập không nghĩ đó là nghiên cứu định tính. Mà những cái người bệnh, những người mà bị chích ma túy, người ta nói là không sử dụng bao nhiêu tinh sạch, tập phải đi. Là vì không có lợi ích khó mà có thể là tiếp cận được với nó, ví dụ như là bằng những cuốn tay, những cuốn kém hay thế này nọ. Thế thì bây giờ là hãy tính toán chi phí ra của bạn, quyết định thái độ quan điểm lý do tại sao nó là như vậy, nghiên cứu định tính mà trả lời họ trả lời là cái gì, thế nghiên cứu định tính là trả lời là tại sao, ví dụ lý do tại sao như thế rồi không, bây giờ tính toán là nếu một người nhiễm hết nó gây nguy hại, nó gây tổn thất kinh tế xã hội bao nhiêu so với cái phương tiện tiếp cận. Thế thì anh sẽ tính toán tạo ra những cái vùng giảm hại, cái vùng giảm hại nó sẽ đặt ở một số nơi chúng ta và chỉ có được những chúng ta tùy ra thôi, lấy những cái phương tiện tiếp cận về để giảm cái tỷ lệ mắc hiv trong cộng đồng chẳng hạn như vậy. Đó là cái trường hợp thực tế. Đấy, chẳng hạn như nói về một cái trường hợp khác cho các bạn chúng ta dễ chung, tỷ lệ sinh viên sử dụng biện pháp tránh thai an toàn ở ngoài bao cao su trong ngoài trong kỳ quan hệ giới dục. Đấy, cái tỷ lệ đó mình nghiên cứu ra nó chỉ tầm khoảng từ 25% tới 35% thôi. Đấy, như thế là cứ là 3 sinh viên thì sẽ có một người thì chỉ có một người là quan hệ giới dục an toàn. Thế thì lý do tại sao như vậy? Đấy, chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên do. Nhưng mà nghiên cứu định tính không trả lời được cái đó, phải làm cái nghiên cứu định tính. Thế này cũng là đáng nói, nghiên cứu định tính là phải ra gặp mặt một nói chuyện và ai để chia sẻ những vấn đề đó. Đấy, thế thì cần phải có những cái nghiên cứu cụ thể sát sao hơn. Đấy, tức là phải cần phải nhờ các chuyên gia liên quan đến những nghiên cứu định tính. Thế thì thôi họ nói chuyện trong cái phòng riêng với những hai người thôi, rồi sẽ cùng nhau chia sẻ cái quan điểm. Quan điểm thế thì một số cái nguyên nhân được đề ra bởi chính những người trong cuộc. Thế thì người ta nói là gì? Thứ nhất đó là ngại, tức là cái rào cản cho cái quan điểm của xã hội về cái việc mà quan hệ tình dục sớm mà vẫn chưa phát. Đấy, cái điều thứ hai là chưa có hiểu biết về cái phương pháp tránh thai đó, dẫn đến là gì? Dẫn đến là gì? Tỷ lệ là ảo phá thai trong cái đối tượng vị thành niên ở Việt Nam nó đứng hàng thứ ba châu Á, vẫn đầu ở Hà Nam, nó là như vậy. Thế thì sẽ có những biện pháp can thiệp dựa vào các cái nghiên cứu định tính đó, chúng ta sẽ nghiên cứu can thiệp để cải thiện chỉ số nghiên cứu định tính lên. Đó là cái việc quản lý thông tin, ứng dụng của thông tin chỉ số vào các thực tế. Đấy, cho nên các bạn thấy là gì? Thông tin y tế thực ra nếu mà nói rồi trên góc độ là cơ thể đó, để tôi thích viên so sánh hệ thống y tế của những cơ thể đó. Đấy, những cơ thể của Việt Nam thì bệnh tâm lưng ở trên. Đấy, cho nên á, khi mà bạn so sánh cái bạn so sánh một cái hệ thống y tế và cơ thể thì thông tin y tế nó giống như là máu. Máu thì với cái cơ quan nào là nó sẽ nuôi sống cơ quan đó, không có cơ quan nào mà không có máu cả. Đấy, nếu máu không đến, không có oxy không đến được thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng và nó sẽ chết. Đấy, cho nên trong tất cả các lĩnh vực, trong tất cả các cơ quan, nếu tôi nói tất cả các cơ quan trong cái hệ thống y tế này là các cái cơ quan của cơ thể, thế thì phải có thông tin đi đến nó mới hoạt động được. Không có thông tin nó chết đứng tại đó không thể nào nó hoạt động được. Đấy, nó không có thông tin phản hồi từ phía trên thì làm sao phía trên cung cấp cái gọi là cái nguồn lực cho nó. Đấy, nó không có thông tin từ phía dưới, từ đấy đâu ra nó thông tin để nó học tập cung cấp từ phía trên. Thế thôi. Rồi, những thông tin thu được từ nghiên cứu định tính sẽ cung cấp thông tin để bổ sung giải thích vấn đề sức khỏe đầy đủ hơn là những số liệu tìm được trong các sổ sách báo cáo. Đấy, nghiên cứu định tính thì đó với các bạn rồi đã hiểu ra là câu hỏi tại sao, và chúng ta sẽ đánh mạnh vào cái tại sao đó để chúng ta giải quyết vấn đề. Nghiên cứu định tính chẳng qua nghiên cứu định lượng, các kết quả cuối cùng chẳng qua để đánh giá cái hiệu quả hơn để định nguyên nhân định tính tốt hơn. Thường thì thường như tại sao chúng ta nói là nghiên cứu định tính tại không thể nghiên cứu định tính nào cả. Thực ra có trong cái cuộc họp đại quốc hội, đại biểu cử tri người ta giơ tay và nói cái đó, chúng ta sẽ ghi nhận thông tin đó là đó chỉ là thông tin định tính. Đấy, rồi nhóm thông tin định tính và định lượng. Thông tin định lượng là những thông tin đo lường được, ví dụ tỷ lệ phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đang còn tránh thai, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thì suy dinh dưỡng. Thông tin định tính là những thông tin không đo lường được, ví dụ loại thức ăn sử dụng cho trẻ dưới 5 tuổi, loại thức ăn nào là phổ biến, lý do tại sao sử dụng loại thức ăn đó mà không sử dụng loại thức ăn khác. Rồi kiến thức về chăm sóc trẻ tốt, nếu như bạn chúng ta có một cái hang đo lường cụ thể thì nó là định lượng, nhưng mà thường kiến thức về chăm sóc trẻ tốt tùy vào từng trẻ từng khu vực từng thời điểm đó. Đấy, và tùy vào tình trạng của trẻ, trẻ mà trẻ khỏe vân vân. Rồi các thông tin
liên quan trực tiếp đến sức khỏe, là nhóm thông tin về dân số, nhóm thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, nhóm thông tin về sức khỏe và bệnh tật, và nhóm thông tin về dịch vụ y tế. Thế thì các bạn chúng ta nói là có những ví dụ như nói về dịch vụ y tế và sức khỏe bệnh tật còn hiểu, cái dân số, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan gì đây? Thực ra yếu tố sức khỏe ta bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Đấy, trong mô hình sức khỏe của White, trong cái mà một cái buổi đầu tiên các cái mô hình sức khỏe bệnh tật của nó các bạn rồi này. Thì cái dân số, cái một dân số là cái gì đấy quan trọng, nó tương tự như là cái môn ta dạy môn sinh lý và đi học bằng sàn vậy đó. Dân số cho biết sự biến động dân số, cái cấu trúc của dân số đó, lý do tại sao dân số này mắc bệnh mãn tính nhiều, tại sao dân số kia thì chấn thương nhiều, tại sao dân số nọ là bị các bệnh truyền nhiễm. Đó là dân tổ của dân số, đó là dân tộc còn ăn của dân số, đó là dân tính cảm nhiễm của dân số mà ra. Đấy, tiếp theo, thông tin về kinh tế và hóa xã hội, thế kinh tế nó có ảnh hưởng gì không? Người nghèo dễ chịu sự ảnh hưởng bởi các cái bệnh là truyền nhiễm và nhiễm khuẩn vân vân. Trong khi người giàu thì người ta lại bị dính tới các cái bệnh liên quan đến nội tiết chuyển hóa, các bệnh liên quan đến tim mạch. Đấy là bởi vì do là người dinh dưỡng và là sống tại chẳng hạn. Rồi yếu tố văn hóa có ảnh hưởng không? Có. Đấy, văn hóa có ảnh hưởng thì độ học vấn cao thấp, cái tôn giáo của họ có ảnh hưởng. Đấy, tôn giáo cũng sức khỏe lắm. Người ăn chay người ta được bảo vệ những các yếu tố nguy cơ liên quan đến tim mạch chẳng hạn. Đấy, còn tình trạng xã hội, đấy tình trạng họ tùy vào những cái xã hội tùy vào thế giới mà nó sẽ đối diện với các từ, nó sẽ đối diện với các vấn đề sức khỏe khác nhau. Đấy, rồi nhóm thông tin đầu vào đầu ra, hoạt động và tác động của các chương trình hoạt động y tế. Thì cái nhóm đầu vào bao gồm các chỉ số phản ánh nguồn lực của ngành, chỉ số cơ sở y tế dựa vào nhân lực, kinh phí trang thiết bị. Rồi nhóm chỉ số hoạt động là chỉ số là phản ánh các tình hoạt động của ngành, bao gồm các hoạt động khám chữa bệnh, sức khỏe sinh sản, ngành chơi, chương trình y tế, dịch vụ y tế. Đấy là nhóm chỉ số đầu vào và chỉ số hoạt động. Đấy, còn nhóm chỉ số đầu ra là gồm các chỉ số phản ánh kết quả như là các hoạt động tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tái nhiễm sản khoa, vân vân. Đấy, và chỉ số tác động, đây là nhóm chỉ số phản ánh tác động lâu dài và tổng thể của các hoạt động y tế như là chuyện còn sống phúc sinh. Chuyện còn sống phúc sinh thực ra đó là cái tuổi thọ trung bình, đấy người ta gọi là số năm sống kỳ vọng. Ví dụ như tuổi thọ sống phúc sinh của người Việt Nam, của một trẻ Việt Nam trẻ ra đó, nó rơi vào tầm khoảng 74,5 tuổi. 74,5 tuổi có nghĩa là cái kỳ vọng có sống tới 74,5 tuổi, tức là độ tuổi trung bình của cái quần thể tại thời điểm đó. Đấy, cho nên cái số mà bạn nói là tuổi thọ trung bình nó cho biết cái gì? Tuổi thọ trung bình cho biết kỳ vọng sống của một đứa trẻ đẻ ra tại thời điểm đó. Đó là như vậy. Rồi mô hình bệnh tật và tử vong. Bệnh tật và tử vong mắc thì bệnh gì nhiều nhất là bệnh gì nhiều? Chiều cao trung bình của thanh niên. Đấy, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam hiện nay là nó tầm khoảng cỡ 1.64, tức là nó còn quá thấp. Thực sự là quá thấp luôn, trong 20 năm nó phát hiện là nó không chỉ 2-4 cm. Đấy, hồi xưa ở Việt Nam mình chuyển qua mình dây mình chân nó lùn, và thực ra giờ chiều cao trung bình của Việt Nam đã cũng rồi. Đấy, Việt Nam với Nhật Bản thì chiều cao trung bình của nó rơi vào khoảng 1.69. Cái là 1.71. Đấy, số hiện nay không còn. Ở Việt Nam thì 2.6 cao rồi. Rồi, tính chất của thông tin y tế, tính kịp thời, tức là cập nhật đầy đủ, chính xác, có thể sử dụng được, thực thi và đơn giản, có cái độ nhạy, độ gặp nhiều. Đấy, và cái tính khách quan, đó là cái tính chất của y tế, đó là nhất. Các chỉ số thu thập từ các ngành khác, nó có liên quan đến y tế, ví dụ dân số trung bình, tổng số phụ nữ từ 15-49 tuổi này là tổng chính xác. Đấy, tổng số trẻ dưới 5 tuổi, nhân số từ 5 cho đến 1 tuổi thì nó nhiều, nhân số từ 1 tuổi thì nó gọi là phẫu thuật nhiều lắm. Và trẻ em là nghĩa là dưới 1 tuổi. Đấy, thì trong đó trẻ dưới 5 tuổi là dễ mắc bệnh nhé. Đấy, tổng dân số trên 65 tuổi, tức là nói về cái số đối tượng mà làm hết tuổi của lao động, thực sự là hết tuổi của lao động. Rồi tổng số hộ gia đình, tỷ suất sinh thôn, rồi tổng tần suất sinh, rồi tần suất tử vong thôn. Thì cứ là cái này có nghĩa là số dân ra sông trên tổng số dân, rồi số dân tử vong tổng số dân. Đây, đó là như vậy. Rồi các chỉ số thu thập tiếp theo là tần số tăng nhân số tự nhiên, là tại vì lấy tổng cái số mà sinh từ tổng số tử thôi. Rồi tần suất tử vong của trẻ, tần suất tử vong trẻ của đứa trẻ, tần suất tử vong trẻ, tần suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi, tần suất tử vong trẻ là dưới 4, tần suất tử vong mẹ là dưới 5 tuổi, tần tỷ số tử vong của mẹ, tần suất phát hiện dân số hàng năm, tỷ lệ người lớn biến chữ, tỷ lệ người phục vụ,
cái người cuối cùng này thực ra là người ngoài đội ngũ lao động, nó định nghĩa là tổng số dân từ 0 đến 15 tuổi cộng cho tổng số dân trên 65 tuổi, đó là số người cuối cùng. Còn cái độ tuổi mình từ 15 đến 65 đó là đội ngũ lao động. Rồi chỉ còn sống trung bình của cái sơ sinh, cái này cho nó cái bạn rồi nha, nó chỉ là tuổi thọ trung bình của một cụ thể của một nhân tộc. Rồi cái chỉ số thu thập trong ngành y tế, chỉ số về nguồn lực tài chính bao gồm là số dự bệnh tính trên ngàn dân, số cán bộ y tế và cái chất lượng hậu cần y tế. Ví dụ như số bệnh là số bệnh viện có trang bị 4 khoa địa bàn, đấy, tỷ lệ 1% số bệnh viện có 4 khoa trang bị đầy đủ so với các bệnh viện cùng loại, đấy, số trạm y tế có đủ thuốc thiết yếu cung cấp cho người dân hay những thuốc thiết yếu của bộ y tế. Rồi chỉ số hoạt động tiêm chủng, trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, thế thì người ta kỳ vọng là tốt nhất là trên 90%, đấy, trong tiêu chí quốc gia giá hoạt động trạm y tế cũng là 40% số trẻ trên địa bàn tiêm chủng đầy đủ. Rồi tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm phòng uống ván để tiêm phòng cái gọi uống ván sơ sinh. Rồi hoạt động khám chữa bệnh, tổng số lần khám bệnh trên địa bàn, tổng số bệnh nhân điều trị. Rồi sức khỏe sinh sản, tỷ lệ sản phụ được các bộ y tế đỡ đẻ, rồi tỷ lệ vợ chồng chấp nhận các biện pháp để có gia đình. Đấy, cái quá gia đình thì nó thật ra là đó là biện pháp là việc phòng tránh thai. Đấy, mình nói một cái từ nó cho nó dễ hiểu là chia sẻ. Đấy, tốt nhất là mà khi mà vợ chồng có được hai con rồi thì một trong hai người là đi thực hiện cái quá gia đình. Đấy, để chăm sóc sinh của con ba. Rồi, dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân, sơ sinh nhẹ cân định nghĩa cân nặng dưới 2,5 kg. Rồi trẻ dưới 5 tuổi thì suy dưỡng thì nó không phải chỉ có một cái định nghĩa suy dưỡng duy nhất, có nhiều loại suy dưỡng lắm, thấp còi, suy dưỡng nhẹ cân. Đấy. Rồi tỷ lệ trẻ từ 4-6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ, tại vì trong giai đoạn mà dưới 6 tháng từ 0-6 tháng của trẻ đó, trong những sữa mẹ nó có kháng thể giúp trẻ nó phòng chống được một số bệnh. Đấy, trẻ nó không được bú sữa đây là một yếu tố nguy cơ là nhẹ cân. Đấy. Số mắc và chết của các bệnh truyền nhiễm thì đứng đầu là cái HIV và tắc nghẽn ở một bên, còn lại là các bệnh khác. Rồi vệ sinh an toàn lao động là tỷ lệ công nhân có tiếp xúc với các yếu tố độc hại và nguy hiểm, cái này là bệnh cơ bản và bệnh nghề nghiệp, ví dụ như phơi nhiễm trì trong không khí. Đấy, cái nồng độ trì trong không khí nó trên 30 microgram trên một mét khối không khí trong vòng 30 ngày, đó là phơi nhiễm nguy hại. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hô hấp và lâu dài dẫn đến ung thư. Rồi các chỉ số bệnh tật tử vong cao nhất, 10 bệnh mắc phải và chết cao nhất được điều trị cho bệnh viện. Đấy, rồi mô hình bệnh tật tử vong là cơ cấu 100 mắc bệnh tử vong hay các bệnh nhỏ dựa vào cái gì từ đó. Lý do tại sao tôi chúng tôi giới thiệu cho các bạn cái bài là mô hình bệnh tật. Đấy. Rồi phương pháp thu thập thông tin, sử dụng thông tin sẵn có bao gồm quan sát trực tiếp, phỏng vấn trực tiếp, điều tra, biểu câu hỏi, thảo luận nhóm và các phương pháp khác. Nói chung là bằng mọi cách nào ấy thông tin mình chưa lấy. Rồi hệ thống quản lý thông tin, bộ phận thống kê ở bộ y tế bao gồm bộ kế hoạch tài chính, trong đó có phòng thống kê dự phòng, sở y tế có phòng kế hoạch tổng hợp, phòng y tế huyện tất nhiên sẽ có phòng cán bộ thống kê. Đây về quản lý trạm y tế xã phường trưởng trạm chịu trách nhiệm là báo cáo thông tin trên trên. Đây tổ chức thống kê của các cơ sở y tế bán cầm dân lập thị trấn phải có người làm thống kê báo cáo tình hình hoạt động theo quy định của bộ y tế. Thì lâu lâu đó, ở theo cái thông tư mới hiện nay là thông tư 29 về quy chế báo cáo bệnh viện cho các bệnh viện tư thì nó có tổng cộng là 6 mẫu. Đây 6 mẫu thì trong đó bao gồm là báo cáo với các vị liên quan đến là bà mẹ sinh ra, bà mẹ sinh cái tình hình là sản phụ tại bệnh viện, là cái bệnh khoa phụ sản đó, sử dụng các biện pháp tránh thai, trẻ ra sốc, rồi tỷ lệ nam nữ dưới 2,5, đó là bệnh sản là một cái. Tiếp theo là bệnh cái mạng nhi, là các bệnh nào mà bà mẹ trẻ bị nhiễm nhiều nhất, rồi đến cái chấn thương. Rồi chấn thương thì có 6 nguyên nhân là bỏ chấn sáu nguyên nhân chấn thương chính, tai nạn giao thông, tự tử, ngộ độc gì đó, vân vân, liệt kê ra sáu cái đó. Rồi tiếp theo là mô hình bệnh tật hiện nay sử dụng được. Đấy, và hàng như và báo cáo 28 bệnh truyền nhiễm. Đấy, nhưng mà hiện tại số bệnh truyền nhiễm tổng báo cáo nó tăng lên là 42 bệnh, 42 bệnh tổng báo cáo. Đấy, đó là cái mô hình chính. Còn các nhà nước thì đâu chỉ có thông tin. Đấy, cái mô hình thu thập thông tin đang áp dụng chính thức là sổ A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái sổ. Đây. Đây là cái sơ đồ báo cáo từ hộ gia đình lên cái trạm y tế là trường hợp y tế và là bộ y tế. Thì do cái thời kiến nó không kiến được cái hình nào mà nó rõ nét nha. Đấy, để làm chỉ chân cái hình là bằng cam như thế này. Đấy. Thôi đây, tôi có các bạn theo tôi ép cho sao, là học lý cho các bạn. Rồi, cái mô hình thu thập thông tin
hệ thống thông tin của các chương trình y tế theo ngành dọc. Theo hệ thống thông tin điều tra nghiên cứu, đây là cái mô hình của mạng thông tin. Thứ nhất là không thể làm này không báo cáo, thứ hai là các bạn có thể làm nghiên cứu để nghiên cứu xuống gì đó, chúng ta lưu số liệu không có gì đâu. Các bạn chúng ta là sắp tới là những cái trường hợp tập một tập hai là các bạn chúng ta sẽ tập trung vào cái hệ thống thông tin y tế, bắt đầu đi xuống dưới trường hợp thông tin y tế từ cơ sở. Chỉ bộ tư pháp rồi các bạn bắt đầu rồi hả? Là gì dễ thế? Hồn lập không nhỉ? Tùy đăng ký là vẫn nghe từng tập một tập hai còn một cái tên gọi khác là tốt nghiệp y tế cộng đồng đó. Đó là một học cuối cùng, cái điều kiện đó là tất cả các môn y tế cộng đồng các bạn phải học xong hết, các bạn học được một lớp đấy. Và một đó sau khi các bạn thi xong ra lúc các bạn học thi là cái phần các bạn chia tay hỏi các cô cái y tế cộng đồng đấy là chia tay, nó là gần như là chia tay trường rồi. Cái môn nó được sắp cuối cùng sao nó còn như là nó đi trước cái thuyết lâm sàng thôi đấy, thì một đó là thi xong rồi. Rồi, chúc các bạn hai ngày. Chưa có xong, đang nói tiếp mà. Cái nguồn cung cấp thông tin, nguồn cung cấp thông tin y tế hiện nay chúng ta có ba cái nguồn. Thứ nhất là tuyến y tế cơ sở, thứ hai là bệnh viện và thứ ba là tổ chức y tế tư nhân. Thế thì tôi hỏi các thế thì tại sao lý do tại sao chúng ta không đồng hai đó, đồng cái báo cáo thông tin y tế tại sao là không cho các bạn về các bệnh viện trên hoặc là một cái lý do đơn giản thôi, chúng ta có chuyện trên mấy tổng hợp thông tin thì bệnh viện tuyến dưới nó đỡ lên hàng còn bệnh viện tuyến dưới thì nó bấy của trạm y tế thế là cho nên kiếm cái nào đơn giản thì các bạn làm đây. Các bạn chúng ta tới trạm mà các bạn lấy cái sổ đó ra thì cái sổ đó các bạn sẽ gặp lại là bệnh viện ở trung tâm y tế quyền, bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện bệnh viện trung ương sẽ gặp lại đó, cho nên xuống trạm y tế rồi. Rồi một số nhược điểm trong công tác quản lý, thứ nhất là thiếu cái sự thống nhất trong cái việc mà điều phối đấy. Cái trạm y tế thì nó kiểu vừa những cái sự điều phối của ủy ban nhân dân vừa là cái hàng ngang đó, hàng dọc nó còn những sự điều phối của cái trung tâm y tế dự phòng nữa đấy, không thống nhất trong cái việc điều phối báo cáo tình huống chung cả, cho nên thường hai hệ thống nó báo cáo mà nó đi ngang đường khác nhau. Nhiều khi các bạn thấy cái gọi cái số tử vong đó do cái ủy ban nhân dân nó báo khác với cái bên sở y tế nó báo đấy, nó là như vậy, nó là sự không thống nhất đấy, không thống nhất vào cái đường báo cáo nó tập lực nó trên đấy, số lượng thông tin nhiều thì là không đủ. Có một số cái loại thông tin nó rất là cần thiết nhưng mà hiện tại chưa đưa vào đấy, nó rất là cần thiết mà chưa đưa vào. Rồi chất lượng thông tin còn thấp, lý do là bởi công tác thu thập đấy, công tác thu thập thì cái cán bộ của huyện chưa được thực hiện sâu sát, vì chúng ta phải có một khu thông tin đó, không phải là các bạn nghĩ là các bạn là ví dụ như là sinh viên đi xuống dưới thông tin đấy thì nó còn đảo, chứ để đó người dân đó là cung thông tin theo kiểu là một cái ông mà cộng tác viên đó xách cái tờ giấy đi, thế thì vô nhập vô hỏi được gì thôi, nên chất lượng thông tin nó rất là thấp. Bởi vì bà nói là hỏi coi là nhà đổ là quăng chưa, thì cái ông ở trong nhóm cái đầu đang đổ rồi, nhưng mà ở trong những cái lô còn là quăng không, cái này như tôi đi thực tế là tôi thấy rồi đấy, cho nên cái chất lượng thông tin nó thấp thì tôi hiểu là cái gọi là cách thu thập thông tin của mình rồi thông tin là có nhiều cái sử dụng. Tôi nói thật với các bạn, cái sổ mà báo cáo, cái sổ báo cáo và tình hình những cái hoạt động tại y tế xã, nếu như mà phía trên là không chưa báo cáo lên là sinh viên không đi thực tập thì tôi nghĩ quan tâm sổ chưa được mở ra đấy, nó bụi luôn. Thông tin có nhiều cái mà có nhiều cái thông tin có nhiều nhưng mà sử dụng trả được bao nhiêu đấy. Rồi phương hướng khắc phục, xây dựng bộ chỉ số thống kê cơ bản thì đưa vào những cái nào cần thiết hơn, soạn thảo từ điển chỉ số y tế. Ví dụ như tôi nói với các bạn đó, số 5 chỉ còn sống của định nghĩa là gì, tôi xin tôi giải thích thì các bạn hãy nghe chỉ còn sống, các bạn nghe không hiểu thì chắc là chỉ còn bình đấy. Tăng cường công tác tập huấn cho các bộ y tế, rồi cải tiến và sửa đổi hệ thống sổ sách biểu mẫu và báo cáo, rồi phương tiện thu thập và xử lý, cần thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho dân số và y tế để xử lý thông tin và tốt nhất là xử lý thông tin bằng cái gọi là máy tính. Thì chúng ta có một cái biện pháp, đó là cái biện pháp là G2S. Cái hệ thống này của các bạn chúng ta có nghe qua chưa, nhưng mà hiện nay G2S đã được phổ cập trong cái mạng y tế cộng đồng. G2S nó có nhiều ứng dụng lắm,
tiêu chuẩn của nó trước đây là cái bên cái mảng là bên cái kỹ thuật là cái bên viện tháp, cái này là bên kỹ sư bên mỏ địa chất á. Thì có nghĩa là gì, một cái mặt cầu nó khoanh vùng là nó khoanh vùng, nó mô tả vấn đề là thì trước đây có một cái anh là bên y tế công cộng của thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hệ thống gì á, báo cáo cái tình trạng sốt xuất huyết ở khu vực phía nam. Thế thì những cái khu vực ở đây là một cái mạng vùng mở, người ta đi vào người ta em không tin vào, ví dụ ở chỗ tôi phát hiện ung thư gan, bỏ cái cọc lên rồi nó nạp cho hệ thống, nạp cho hệ thống. Thế thì cái bản đồ đó ngày càng lúc nó ngày thì xây dựng chi tiết cụ thể, ví dụ như là thay vì hệ thống báo cáo sổ sách nó đưa lên như thế, có cán bộ thống kê ở đây là từ những báo cáo luôn. Ví dụ như trong bệnh viện có một khoản thôi là ví dụ như là trong tháng trước nó tiếp nhận 2 ca sốt huyết, được gõ vào từ ngày mấy đến ngày mấy tại bệnh viện của tôi, phát hiện 2 ca sốt huyết trong ngày mai một của tôi là tại bệnh viện nào có liên quan. Thế thì những cái bản đồ của những bệnh viện của tôi sẽ có cái chấm đỏ, cái gì là 2 ca sốt huyết trong khoảng thời gian nào, thì số liệu nó nạp vào liên tục như thế, nó sẽ có một cái bức tranh toàn diện và cập nhật liên tục, toàn diện và cập nhật liên tục. Đấy, thực ra cái mô hình GIS này chúng ta có một ứng dụng rất là thú vị, là Google Maps của cái tên là của Google đó. Các bạn thấy Google Maps đó là thông tin người ta hay là check in các cái địa điểm, người ta chụp hình, người ta post lên đó. Trong lúc chụp hình post lên, Google thu thập các số liệu đó. Khi mà bây giờ các bạn chúng ta đôi khi mà các bạn đến một cái đường phố, các bạn không, bây giờ các bạn ở Việt Nam, các bạn không có đi gì đến hay là cái ví dụ là ở thành phố Hồ Chí Minh cả. Đấy, các bạn lên các bạn gõ enter cái bạn quýt vào cái chỗ thành phố Hồ Chí Minh thì lập tức nó sẽ cho bạn là đi xuống dưới cái đường phố đó, cái chỗ nào nó thu thập được thông tin cho bạn đi, nó cho bạn đi những cái điều kiện để bạn đi, các bạn lên bạn dọc đi được đấy, đi dọc dọc ở đó đấy, nó có thu thập hết là đó là cái ứng dụng cái thông tin đấy, báo cáo dữ liệu dựa trên cộng đồng đấy, nó là như vậy. Rồi xây dựng và củng cố cái mạng lưới y tế thôn bản. Đấy, tôi nói thì xây dựng một cố hoài, báo hoài mà không thấy làm. Đấy, rồi lập cái hệ thống giám sát. Giám sát có nghĩa là gì? Giám sát có nghĩa là đi theo nó, ngoài việc xem người ta có làm đúng hay không, còn điều những cái việc làm người ta cho nó lưu lại và hướng dẫn người ta cách để làm đúng, cái đó gọi là giám sát. Rồi phối hợp với y tế tư nhân, tức là phối hợp với y tế tư nhân ở đây là phải cái hệ thống thông tin đang chưa được tiếp nhận của cái hệ thống y tế công, chúng ta có đủ đâu. Ở đây chúng ta mỗi ngày khác ngàn lượt đó, họ báo cáo là điều biết là mạng thông tin lên về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người dân, người ta muốn tới bệnh viện cao, muốn tới bệnh viện tinh thì sao đâu cách được, nên phải biết cả cái thông tin, lấy thông tin từ những người dân nhân toàn cầu để rồi xây dựng thí điểm hệ thống thông tin y tế hộ gia đình. Hệ thống thông tin y tế hộ gia đình thì cái này nó xa vời quá, tới cái mô hình bác sĩ gia đình tới ngay sự nghiệp vẫn chưa xong rồi. Thì làm sao mà có hệ thống thông tin y tế hộ gia đình, hệ thống thông tin y tế hộ gia đình phải đi kiện toàn thì khi nào cái hệ thống bác sĩ gia đình nó được phát triển đầy đủ. Đây tiếp theo là đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế, nhắc tới đây là chăm sóc tầng nào mà mình hướng dẫn tới đây nghe nó bao gồm và bảo hiểm. Rồi cái số 11 là khen thưởng. Chúng ta có một cái nguyên tắc trong quản lý như thế này các bạn, đó là cái củ cà rốt và cây gậy, các bạn có nghe không, nguyên tắc này chưa? Thấy một con thỏ mà muốn nó làm việc, bạn phải dùng gậy và đánh nó, bạn muốn đẩy nó làm việc, nhưng mà nó làm việc tốt bạn mới cho cà rốt. Đấy, đằng này á, anh học được cái gậy mà không được cà rốt, con thỏ không thèm làm việc luôn, và nó cũng không biết mà có sự tồn tại của anh hay không. Đó là như vậy. Đấy, và cái quản lý mà nhân sự cũng như vậy. Đấy, sai thì cũng không phạt, mà đúng thì không khen. Ủa, vui dạy gì vậy? Đấy, tôi nói thật, nếu mà tôi mà không có khen thưởng, không có sự phạt, cũng không làm cái gì. Đấy. Đấy, ví dụ như mà lên cái lớp này thì như là các bạn không có là phản hồi với chất lượng giảng dạy của giảng viên đó. Ví dụ như tôi bước vào lớp, các bạn nói là tôi ông này có được không có cũng không sao, thì tôi thấy các bạn cứ điện thoại là khoảng từ 3 tiếng hồ sau cũng vậy ra đi về. Thế thì gần như là các bạn đọc như vậy không có chất lượng và các bạn đi lên lớp không thu được gì cả. Đấy. Rồi các chỉ số và thu thập sức khỏe, cái chỉ số cần thiết để mà đánh giá cái tình trạng sức khỏe thì cái này tôi sẽ gửi slide cho các bạn đọc. Thực ra đó chỉ là các chỉ số mà ta là đã quen thuộc rồi, ví dụ như là chỉ số tỷ lệ thấp còi, nhẹ cân gì đó, cái chỉ số là cái này mang tính chất mô tả và các bạn tự đọc, các bạn tự hiểu được không sao, cái này gửi cho các bạn. Tôi nói là cái tốt đi lấy của các bạn 10 phút mình làm 10 phút này các bạn ngồi nào đó